Ok, no, chào bạn, mình tên Đông Vào. Ok, lo chào các bạn, mình tên Pascal. Ok, lo chào các bạn, mình tên Mate. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi. Thì, hôm nay anh em mình mới mua được ít giống cây dứa các bạn. Thì giờ mới anh em mình mới mua về cũng như đưa lên trên bán để giúp người dân trồng. Thì như cây dứa như này thì bên này anh em mình thấy cũng ít, người dân ít trồng ấy. Mà chỉ đi thành phố hay đi vào trong siêu thị thì thấy họ vẫn bày bán. Thì anh em mình cũng đã tìm, hôm nay thì cũng đã tìm được cái giống cây dứa các bạn. Thì đưa vào thì anh em mình đã đưa lên trên bán này là bán Raphael, là bán đầu tiên anh em mình đến đây cũng giúp đỡ người dân đấy các bạn. Thì, hai bên này anh em mình hai vườn cũng đã hướng người dân là trồng cây khoai lang để lấy củ đấy, để giúp người dân gọi là chống đói ấy. Còn một vườn ở giữa này thì bữa trước bạn Tiến cũng tặng cái cây cam rồi là những cây ăn quả lâu năm đấy các bạn. Thì hiện tại đất thì vẫn còn rất là nhiều nên anh em mình muốn là đưa lên đây là sẽ trồng một vườn này mẫu thử xem như thế nào nhé các bạn, thì xem là sau này liệu có giúp được người dân không. Nhưng hy vọng là giúp được. Thì anh em mình đã tìm hiểu rồi, cũng như ra trang trại của họ, nhưng vì họ ông chủ khó tính, họ không cho quay các bạn, nên anh em mình chỉ quay được một chút thôi. Đây nha các bạn, thì anh em mình đang đi mua cây giống dứa về để giúp người dân trồng. Vì đây đang ở trong trang trại nha các bạn. Thì các anh chủ trang trại này anh cũng khó tính, anh ấy là không cho anh em mình quay video. Thì mình xin anh đấy một phút để mình quay cái dứa của họ trồng lên. Đấy, đây như anh ấy nói là anh ấy trồng được 10 tháng rồi là đang cho ra quả đấy. Còn nhiều cây chưa có quả, còn một số cây có quả rồi nha các bạn. Đấy, thì mình đang đi mua giống về để người dân để trồng nhé các bạn. Đấy, trang trại rộng lắm nhưng mà vì lý do gì thì mình không biết, nhưng anh nói là không được quay phim. Đấy, đây nhiều cây quả rất to, quả này to như quả mít đi. Đấy, như quả mít. Đấy, thì anh em mình đang mua để về giúp người dân trồng. Thì vì ở bên này anh em mình thì thấy họ bán ở dứa ở ngoài rất ít, họ chỉ trong siêu thị cũng có dứa thôi. Nên là mình nghĩ là chắc là trồng dứa là rất là khả thi đấy. Đấy, một trang trại dứa mênh mông luôn. Thì anh ấy đang đi lấy cành giống về tí anh em mình mua nhé các bạn. Đó, cái cây nào mà lên cái chồi đấy, như chẳng hạn cái chồi như này là họ bẻ họ bán cho anh em mình. Nào một cây lên cái chồi như này là họ giật như này đấy, họ bán chồi to chồi nhỏ đấy, rất là nhiều các bạn. Quay một chút, như quả dứa thì rất là to, như họ nói là cũng bán, nếu để mà trồng một năm mà có thu hoạch, chăm sóc tốt có thu hoạch là bán là cũng có thu nhập đấy các bạn. Nên là anh em mình đã mua về đây. Như cái quả này tiết anana no vừa rồi quả đen đen rồi kì anana này đây quả đây nha các bạn. Đấy, giống cái quả dứa như này anh em mình chỉ nhìn thấy họ bán trong siêu thị, nó già hơn một chút các bạn, nhưng quả này là vẫn non. Mình lấy về để tí mình nói với người dân để người dân biết trồng để chăm sóc chứ nếu mà để mà ra được thành quả như này là cũng có thu nhập đấy các bạn. Đấy, ô quan tụ chăm tu được gen đi à má bên yêu. Ô ui giời, đây mấy bác đang làm rào này. Ui, bác trưởng bán hàng rào. Đây là bên đây là vườn khoai mới trồng các bạn ạ. Nhưng mà đợt trước là rào cái cây ngô nó hỏng rồi. Rồi các bác ấy đang rào. Tu đô bay. Tao tu đô bay. Tu đô phải là chào các bạn. Chào các bạn. Hallelujah. Má bên này. Aquí súper trabajo de boy. Usa con la planta de anana. Tabe. Cultiva meta. Tabi. Vườn khoai này thì như bữa trước là vườn của từng người một đấy các bạn. Thì nói chung là rau thì bây giờ mọi người ở trên có nhà trên kia rồi. Anh em mình cũng đã nói mọi người là để nhà ai trồng thì trồng riêng mảnh ở nhà thôi. Còn những cái vườn như này để trồng khoai để sau này lấy củ cũng như lấy dây đấy để cung cấp cho có thể giúp đỡ được nhiều bản cũng như nhiều người dân đấy các bạn. Ôi giời, cứ có gai này. Aquí yo ya con la mutu que branta anana. Aquí. Está bien. Muito obrigado. Como? Tá bom. Tá bom. Messiano. Ei. David. Messiano, tudo bem?
Tá bonito. Tá bonito. Ah, agitava, né? Ava fina, né? Ava fina, vai estar falando lá no Cangato, tem óbito. Ah, sim. Cangato? Cangato, sim. Sim, sim. Sim. Ah, tia, agitava, ava fina, né? De dar mais, a bem, bán, Cangato. Tava quando a hora tira tudo? Sim. Ó, cada nha, né? Mata. Ó, cada nha. Ôi, ó. Ixi, ông thế tôi đến được chẳng ra gì, chán thật. Em cắt ở nhà mẹ ốm suốt các bạn ạ, nên là anh em mình tạo điều kiện cho em đấy. Em này đi làm cho làm cùng với em mình. Phát ra chào các bạn đi. Ok, đây mẹ em ốm nên mình tạo điều kiện cho em đấy. Hôm nào muốn đi thì đi, nhưng mà mình vẫn trả lương cho em theo tháng, gọi là nhà giúp mẹ. Quá là tia đó tu đủ. Mùi tù ấy. Ta bỏ, ta bỏ. Thế ta để đây cho mọi người chặt đó, chặt cái lá đi. Nhiều lắm các bạn ạ, mình mua hơn trăm mầm. Ô quên cái quả này. À, phát cào ăn được bán xoa. Ui. À kì. Nào ơi. Quan tu cốt ta, thì bố biết ta. Sì. Subiu rápido. Đủ. Đấy, đây là một cái mầm giống này này các bạn. Anh em mình mua này. Họ bẻ trên cái thân cây ra đấy. Như cái anh ở trang trại anh nói là về chặt qua ngọn một ít này, nó có rễ này, là trồng nó lên này. Đây, như thế này, đây một cái mầm đây. Đây. To lắm. Đây, như một cái cây luôn. Bây giờ nó có rễ rồi, giờ chỉ chặt qua cái lá này. Bà xoa phích ra kì. À rồi là cốt à. Đây. Hãy mang về đi. Cốt ta kì. Sì. Cốt ta. Ta ta ta. Ô tôi cốt à? Dạ. Tên cắt à nào, kênh cắt à nhá, vai phích à. Kênh tên cắt à nào, vai bốc cắt à nào, vai cốt à. Này. Để tí mang lên cái này là trồng thôi, chặn ngọn qua một chút. Đây. Để nó trồng nó khỏe luôn. Ao rồi biết ta ọt tả kì, mai ung ra nụ, tên mua từ cement đi. Cái bệnh. Cũng tên cái fruto. Sim. Ung ra nụ tên fruto. Sim. Có mua từ cement đi. Cái bệnh, cái bệnh, cái bệnh. Quando outro, kênh kia đủ, mai tiết ra. Sim, tiết ra, sim. Tiết ra, ajuda đi. Dá certo. Sim, aqui vina, ele vende fruto. E tá caro. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá caro. Tá bem. Một loại quả này ở trên thị trấn họ bán cũng đắt phết các bạn ạ. Afafina mấy chị ạ, Azita nè, đi đám ma các bạn, còn là mấy người thôi. Thì bây giờ anh em mình sẽ hướng dẫn chào cô về kì. Mita Baranta Anana, quá đồ đi đê tù. Sì. Nó phải cả dùn đủ mùi đủ. Sì. Matteo á, yêu nữ quan tình, em mình gửi phát là cô mũ, ta mình sẽ sát xa mình. À kì. À kì. Matteo mấy đủ bùa kì. Mai bố con đủ. Mai. Mai. Ta bây. À, mấy ta xi-men đi. Xem xi-men. À kì. À kì. Nó mới. Nó ta bảo mùi đủ. Sì. Nó ta bảo mùi đủ. Sì. À, mai phết đi vay kì. À, nó ta bảo mùi đủ á. À kì, tên. Kì. Adubo. Adubo. Sì. À kì, mấy ta xi-men đi. Ok. À. Ta bem. Ta bem. Nó ta bảo mùi rồi. Đấy, một cây đấy các bạn. Đấy, họ trồng như vậy thôi, họ đơn giản lắm. Mà 10 tháng họ có quả. Quan thủ, ô thủ, ca vã kì. Thế. À kì, quan thủ phải về đi đến tù. À kì. À kì. Đến thả ơ. À kì. Đến thả. Sì, à kì. Sì, ô sẽ ca vã. Mateo. Con tôi đi hết tuổi mày. Sì. Ok. Thế là phu xà môi luôn. Họ trồng thẳng lắm các bạn ạ. Anh em mình đang cố gắng cuốc cho người dân, để người dân trồng thẳng thẳng tí. Đất nó chéo.
Đây. Ô mà đi vào đâu? Vai đi. Cô mẹ. Chị cô. Tụi bay. Pha nà. Ô, ra. Cô đi. Tụi bay. Can ta bài. Can. Cô lên ba cho đường nào ra. Con chỉ sao. Chắc không cần nè. Nhìn sao cái chai. Bố vòng nhà mai. Bố vòng vương cái cây. La 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 la, lên ba ta đi mà ra con chỉ sao cho không con nghe sao cái bố bà mẹ bà mình cái la 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 ta lên bài khác đi ông lại tua lại rồi bài bà bài bà chơi bà lâm tâm bà mình chơi bà Ta bên. Đi chơi đi. Ô tụi đủ. Mà xoay. Qua tụi kêu đi dết tụi đi dết tụi. Nó tên đúng em. Nói chung cái đất này mình cứ để mọi người trong khoảng cách đi. Vì đất nó chéo các bạn. Không thể không nằm thẳng được. Nó cứ cách khoảng cách thưa nhau được. Đất là chéo. Outro a Michiano vai a Miracimen. Como? Vai mais ou menos, vai começar a meter o parto, vai começar a tapar. Ah. Mateo com zamita aru botia de cimento, deve ir, deve ir. Mesmo não fica só, deve ser Mateo. Tá lá, vai. Deve mesmo ter fruto. Tá bom. Quando a hora meta arupu, sim. Deve mesmo. Se amará muito, depois muito sono, você meta a água, boca do. Sim. Aqui não é, não gota a água. Sim. Anana anh nó gota à. Mình đang nói người dân các bạn. Vì cái cây này như cái anh hôm qua mình hỏi đấy. Anh nói cây này họ cũng không nó cũng không đòi hỏi nhiều nước đâu. Anh mùa chuẩn bị mùa nắng tới thì không sao. Mình nói mà nếu mà sau này mùa khô thì thỉnh thoảng có tự mọi người tới một chút thì cho nó lên ấy, dễ nó chứ nhiều này. Chứ mùa nắng này. Sau mùa nắng thì không cần nhiều lắm, hơn trăm mới mua được hơn trăm cây. Bên kia là trồng cam rồi, trồng một mảnh đây khu này đã. Bản nông nghiệp chính này thì là bản là gọi anh em mình đến đầu tiên đấy thì thường là anh em mình muốn là nơi đây sẽ là gọi là nhân giống là có thể là giúp đỡ cái bản là bản chính để giúp đỡ nhiều bản các bạn. Những cây dứa này nếu mà chăm sóc tốt có thể sau cũng phát triển là sẽ nhân rộng được giống dứa này ra thì nói chung là nó chỉ có chậm có thành quả nhưng mà khi có thành quả thì nó có rất là có giá trị. Anh em thì thấy là rất giá trị về cái quả bán đấy. Từng lúa một, từng rạch một luôn. Thắng như kìa chỉ ấy này. Ra các ba. Phát tạp bộ gà đủ á? Phát tạp bộ gà đủ. À kì tay cái xi men gì á? Đúng. À bây giờ anh sẽ phải đi ăn bữa luôn. À. Ta đi đây từ. Phải số ông đi nha, ô tử đủ. À cá bố. Đây. Phần nào mà đều viết ông là đủ, nó viết run đủ. Số ông, xình. Đây mày. Đây. Tao
cama, um, dois, três, quatro, cinco. Tá bem? Seis. Metade só um. Hy vọng là vài tháng nữa là có quả, người dân có quả. Thắng ơi. Dạ. Dạ dạ. À rồi cùng. Amém, satisfeito. Estamos muito alegres. Temos a fazenda de ananás. Quando eu quando meto tudo, ó, tá aqui. Sim, 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 sim. Tá, tá tudo. Tá bonito. Quando chega 8 metros, 9 metros, 10 metros. Sim. Tem, comer já. Comer. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem. Sim. Aqui também vende ananás, também vende. Tá, tá caro. Ah, cá tá. Tá caro, muito caro. Tem de 300, tem de 250. Sim. Nói chung cái quả dứa này các bạn ạ, họ vì anh em mình muốn trồng là vì cái quả dứa này ở bên này rất là ít mà họ bán được rất là đắt. Đối với một quả dứa này tính là sợ ông Alana Enven để Nuvin à, từ đấy là từ sinh quan đã 350 quan một quả. Đấy, quả bình thường đấy còn quả có thể quả to có lên đến 500 mà 350 quan mình tính quả giá thấp nhất là 350 quan được tầm 15-20 nghìn tiền một Việt Nam mình. Năm tầm cỡ là 15-20 nghìn thì Việt Nam mình một quả dứa đấy các bạn. Đất sao cô đà mới tập bình đất đất mệt đến mất tay ru tù ta bị ta bị ta bị ta bay van để sì ao là mai về nước Santa Cô mu Michia nu Santa Cô mu Amadeu Santa Cô mu mai về đi ta bay Santa Cô mu ta mu mesmo alegre porque o filho assim ainda já metia lá a laranja já está quase para produzir assim hoje trouxe lá mais ananás, cimento de ananás. Por um ano assim também vamos ficar bom, se vamos comer bem. Muito obrigado. Aleluia. Sim. Quando tudo vai bem, quando sim. Desse ano está bem, muito rápido, força. Tem rápido, força, tem rápido, tem fruto. Sim. Tem comer, tem vender. Sim. Vende, tem muito cimento e tira muita outro. Tá bem. Ok, các bạn, mình cũng đang nói chuyện với bác trưởng bán cùng tất cả mọi người. Vì anh em mình muốn tìm cái giống cây dứa này nên đưa lên đây trồng vì cái cây dứa này nó cho thu nhập rất là cao. Và có thể là như mình nói như kể có thể mọi người sau này phát triển bền vững được. Cũng như kiểu nhân rộng cây giống ra cũng như có quả để bán đưa ra ngoài thị trấn. Vì ngoài thị trấn họ trồng hiếm lắm, ít người trồng lắm các bạn, người dân ấy. Người dân họ không có điều kiện họ đi mua cái cây giống nó về họ trồng thôi. Có ai mà trên thành phố có anh em gì hay quen biết hay trang trại gì đó thì họ mua được một ít về họ trồng ở trong bản. Nhưng mà họ không chăm sóc tốt thì nó không có thu nhập cao. Thế nên anh em mình đang hướng cho người dân là để về sau này là chủ yếu như các bạn. Thì anh em mình hôm nãy nên trồng cùng mọi người trồng rồi, cũng được một mảnh nhỏ nhỏ. Thì nếu mà hôm sau mà có gì thì anh em mình sẽ mua giúp mọi người trồng cả mảnh vườn này luôn. Thì bây giờ thì mọi người đã trồng xong rồi nha các bạn. Thì video này anh em mình cũng xin được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho anh em mình xin một like, mình sẽ đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều người có ăn trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Aleluia. Camoni Vietnami. Aleluia. Amém. Sim. Tua pandula. Quando tem branda. Sim. Eu também como mais. Tá bem. Quando meta tudo aqui. Tá certo. Tudo aqui. Tá certo. Quando 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros. Sim. Tem fruto. Sim. Vamos ver já. Ok. Vem vender. Tá bonito. Meter aqui no bolso. Aleluia. Ah, quando dia quando fazemos? Tô dependendo do filho. Tá bem. Sim. Essa outra semana. Tá bem, tá bem. Tá bem. Obrigado. Aí. Bác trưởng bán đang nói là để sang tuần, khả năng sang tuần ấy, đang sắp xếp cưới vợ.